Ôi, dạ. Bánh chưng của con hình gì vậy? Con không thích Tết đâu. Con cũng vậy. Con không thích Tết. Vâng, tôi sẽ bảo các cháu. Cảm ơn cô giáo ạ. Chào cô. Muối, Suri, tại sao các con lại không thích Tết? Tại vì... Vì sao? Tại vì con không thích Tết, cứ Tết là bố mẹ lại bận hơn. Bố mẹ chẳng hề quan tâm đến chúng con gì cả, bố mẹ đi suốt rồi. Con không phải là không biết gói bánh chưng, mà là không ai dạy con cách gói bánh chưng cho nên là con không biết. Con muốn được về quê để ông bà dạy con gói bánh chưng cơ. Con cũng thế. Thế thì bố hiểu rồi. Tết năm nay cả nhà mình về để ông bà dạy gói bánh chưng. Yeah. Này, tối nay ba bố con ở nhà ăn cơm với nhau nhá. Bây giờ mẹ phải đi gặp đối tác đây. Nhớ mẹ. Tết rồi mà. Bố, mẹ bận rồi. Úi dồi ôi. Mà có làm sao không? Cụt chân tí thôi. Ôi, già rồi phải cẩn thận chứ. Tết nhất này ngã què ra đấy là suối cả năm đấy. Ồ, tôi mừng là vợ chồng con gái nó đang sắp về. Không phải cẩn thận chứ nhá. Được rồi, để tôi đi tráng cái rồi. Thế xong là tối nay cho các cháu nó canh ngồi bánh chưng. Anh biết là khó, nhưng Hà cố gắng giúp bọn anh nhé. Em cũng nhiều việc lắm. Mà em cũng giúp bọn anh đến bây giờ là cơ sở thứ 18 rồi còn gì nữa. Thế nhưng mà bọn anh theo kế hoạch còn mở đến cơ sở thứ 108 cơ. Nghe cứ như là 108 vị anh hùng ấy. Rồi. Thôi nhưng mà anh cũng thông cảm cho em. Cũng Tết rồi, em cũng phải nghỉ nữa chứ. Thôi cố gắng giúp bọn anh đi. Anh nghiệm thu cái cũ và tạm ứng luôn cái mới luôn. Ừ, thế ạ? Ừ. Thế thôi được rồi, để em sắp xếp nhá. Chốt. Anh đi đâu đấy? Anh lấy hợp đồng. Ký luôn ạ? Ký luôn. À, bác Diệm đây à? Oh. Ôi trời ơi, đồng Tết hôm nay sang hoàng hoành tráng quá nhỉ. Bác gói làm gì mà nhiều bánh chưng thế? Có 50 cái mà. Gói thế này mà tháng riêng mới ăn hết đấy. Tết này các con tôi nó về, cho nên tôi phải trang hoàng nhà cửa nó đẹp đẽ, rồi lại gói nhiều bánh chưng cho các con nó ăn. Đúng, Tết là phải vui, là phải sum vầy bác ạ. Đúng đấy, rồi. Mấy cái thằng lớn nhà nó về hết rồi. Còn đâu có đút đàn trên đường về nhá. Em lệnh một phát là con em về hết luôn, một loạt luôn. Bác xem nó thể hiện nhá. Đây này. Đấy, merci beaucoup. Đấy, bác thấy đẹp không? Mà đẹp hay không ấy là phải do cái bộ quần áo vest này, áo hoa này, đấy, cái mũ phớt này. Thằng út em nó sắm cho đấy. Được. Ngon không bác? Đẹp. Này ông ơi. Ông ơi. Hả? Ông ơi, con nhà mình nó gọi điện thoại về rồi đấy này. Ông thấy chưa? Bà. Bà bật loa lên cho cả nhà cùng nghe là. Được rồi. Alo. Bố mẹ đang gói bánh chưng rồi. Thế chúng mày về đến đâu rồi hả con? Alo mẹ ạ. Ừ. Tết năm nay chắc là con không về được ạ. Con xin lỗi bố mẹ nhá. Tại con nhiều việc quá. Bố mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Rồi ra riêng. Hôm nào rảnh thì con về ạ. Đây rồi đôi giày. Ở đâu đấy em đi. Ở đối tác con đến rồi. Con gọi lại cho mẹ sau. Ê, ê, từ từ con ơi. Con bọn này tệ thật chứ nhỉ. Ai để bố mẹ gói một đống bánh chưng thế này thì ăn lúc nào cho hết. Alo. Bố à. À con ạ. Ôi. Cô về rồi đấy ạ. Cô về luôn nhá. Út nó về rồi à? Thôi em ơi chào ông bà nhá. Con út em nó về rồi. Em ơi chào ông bà đi nhá. Các bạn rồi, mua sách với mua cam đẹp hơn. Thiên nhiên đẹp thế nào? Đi xanh như cả màu. Muối. À. Hai con đang làm cái gì đấy hả? Có con làm gì đâu. Không biết là bao nhiêu tài liệu quan trọng của mẹ không hả? Đi ra đây. Đứng ra đây. À. Thu này. Cái gì đây? Cái gì? Là về nhà
em với buổi về tài liệu của em. Cả ngày lẫn đêm mấy ngày hôm nay, ngày mai em phải nộp cho đối tác. Bây giờ anh bảo em phải làm sao? Làm không chịu làm cái gì cả, chỉ có giỏi phá thôi. Không có phá đâu, con chỉ muốn giúp mẹ thôi mà. Tết rồi. Mẹ ơi, sao mẹ làm nhiều việc thế? Bao giờ mẹ mới được về Tết ạ? Thôi, muộn rồi, hai đứa đi vào đi ngủ đi. Em ghét Tết. Anh biết là em đang nghĩ gì. Em ghét Tết. Em ghét phải nhìn thấy cái cảnh mà bố mẹ già đi. Anh biết là em lo cho mẹ, lo về việc phẫu thuật. Anh có biết, cứ thêm một Tết là bố lại già đi một tuổi, mẹ lại yếu đi một chút. Phận làm con, không ai muốn thấy cảnh đấy đâu ạ. Em thực sự rất rất nhớ bố mẹ. Đường về nhà xa quá mẹ ơi, chắc xuân này con không về tới. Khi nắng xuân đang vương khắp mọi nhà, con vẫn một mình nơi đây chơi vơi. Sao thương nhà mình chắc sẽ vui, các em con bây giờ đã lớn. Nấu bánh chưng quay quanh bếp hồng mà lòng con. Nào nào chỉ muốn về nhà. Về nhà ăn Tết. Yeah. Về nhà ăn Tết. Về ăn Tết. Về ăn Tết. Về quê ăn Tết. Alo. Về ăn Tết. Ôi em ơi. Sao lại chỉ còn có một vé? Em chỉ có 4 người cơ mà. Bây giờ một vé thì ai về, ai đưa bọn em? Sao đấy hả em? Nó bảo nó không chở nhà mình nữa. Nó chỉ còn có một vé xe thôi. Thế không có xe chở mình về quê ăn Tết à? Bà, hả? Con cháu nhà ông Đồng. Thế là con cháu nhà ông Đồng à? Thế mà tôi lại cứ tưởng tiếng cháu nhà mình chứ lại. Thôi, bà ra đóng cổng vào đi, khóa cổng vào. Ơ, thế sao lại khóa cổng? Tết năm nay, con cháu chẳng đứa nào nó về. Tôi chán lắm, chẳng có Tết nhất gì cả, tôi không tiếp ai cả. Ồ, kìa, ông ơi! Con chào bố mẹ ạ. Bố mẹ. Mẹ. Các con. Bố mẹ tưởng các con không về. Ơ kìa hả? Không ạ. Em về quê ăn Tết à? Nhà em cũng về quê, nhưng mà xe có thời hạn. Thế 30 nhỡ thì lấy đâu ra cả xe? À quên, 30 xe thì lấy đâu ra cả nhỡ? À, 30 Tết. À đúng rồi,
30 Tết thì lấy đâu ra xe mà chả nhỡ. Chính vì thế sếp mình đã bố trí chiếc xe này để đưa nhân viên về quê ăn Tết. Sếp mình đúng là bày bày hàng đào, chu đáo như vậy. À thế này, anh chị về đâu? Em về Quảng Ninh ạ. Quảng Ninh? Vâng. Thế là may cho anh chị đấy. Cùng đường. Cùng đường. Lên xe cùng đường. Ông Huy ơi, về nhà ăn Tết, lẩu viện lo hết. Chuẩn. Thôi, mời cả nhà lên xe. Anh về lên, thôi. Lên xe, lên xe, lên xe, lên xe. Lên xe, lên xe. Con xin lỗi bố mẹ. Không phải là con không muốn về. Các em còn đây. Mỗi lần Tết đến, con nhìn tóc mẹ bạc đi. Con nhìn bố lạnh già yếu đi một chút. Mẹ, cái con bé này buồn cười. Ai rồi mà chả già? Già rồi nó cũng sẽ thế thôi mà. Nhưng mà cái chính ấy, Tết đến xuân về, vợ chồng con cái các con lại về đây, rồi cả nhà mình được sum vầy, ăn với nhau một bữa cơm, như thế mới là Tết con ạ. À. Mẹ, bố, thật yêu bố mẹ. Xuân này cha tóc thêm bạc hơn, Tết này mẹ lại thêm già hơn. Chẳng cần Tết xuân gì đâu, chỉ cần thấy mẹ thấy cha. Tết nào con cũng ở đây, chắc mẹ cha luôn ngóng trông con. Lòng không thấy vui, con muốn đoàn viên bên gia đình. Thôi, cả nhà mình vào nhà đi chứ. Đi vào đi các con. Kinh tế khó khăn. Theo ước tính của cơ quan chức năng, mỗi năm có khoảng 1 triệu người lao động chọn không về quê đón Tết. Theo vòng xoáy cơm áo, Tết trở thành khoảng thời gian duy nhất trong năm để con cái trở về đoàn tụ cùng gia đình. Với những gia đình có con cái, vợ chồng đi làm ăn xa, ý nghĩa của Tết bỗng chốc thu bé lại trong hai chữ trở về. Về nhà là món quà to lớn nhất mà những người tha hương dành tặng cho gia đình mình. Với truyền thống sẻ chia, tương thân tương ái, giúp người lao động về quê ăn Tết, Lẩu Việt với chương trình Về nhà ăn Tết, Lẩu Việt lo hết, mong rằng người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đong đầy và ấm áp. Tết là sum vầy, Tết là đoàn viên, Tết là trở về. Con muốn đơn phiên bên xa.